Nốt ngay điểm hẹn hò lý tưởng cho ngày 8 tháng 3 sắp tới nè. Để hâm nóng tình cảm và giữ lửa tình yêu thì tuần nào vợ chồng con cũng có một ngày ăn uống lãng mạn và tranh xả một tí. Và The Dom Dining and Drinks là một trong các nhà hàng Âu mà tụi mình hay quay lại nhiều lần. Các món con gọi hôm nay đều là best seller của quán, nên nếu mọi người vào mà không biết gọi gì thì có thể gọi theo Gon nha. Cheers! Ly in Dom của Gon có cam, chanh, syrup vanilla, lòng trắng trứng và một tí rượu. Còn ly popcorn ngon và dễ uống hơn như đang ăn bắp rang bơ á. Khai vị với salad kasugasuk vì mặn mặn béo béo. Sami đen mềm trộn với cua, sốt tôm và trứng cá đen này là món ghiền của chồng Gon á. Lâu lâu tự nhiên cái ông kêu vợ ơi hay mì cua quá. Món chính là ba loại bò nướng, thứ tự từ trái qua phải. Bò strip loin mềm và ngon nhất, bò tenderloin ướp thấm, còn bò rib eye hôm nay quán làm hơi khô nha, ăn hơi ngán á. Chấm với sốt tiêu đen màu đậm hoặc sốt nấm màu nhạt, ăn kèm với salad sốt giấm Ý được tặng. Ô là trời, sau bao ngày làm khách ruột thì hôm nay con đã được tặng bánh tiramisu. Món này cũng là best seller tráng miệng luôn á. Bill này là cho ba người nha, có một người bạn của con nữa. Giá không phải chăng lắm nhưng mà lâu lâu mấy ông bà đi hẹn hò ăn ngon một bữa cũng đáng mà đúng không?